hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 1220, thứ năm tuần thứ sáu phục sinh, trích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athena đi Corinto. Ngày gặp một người do thái tên là Aquila, quê ở Ponto, vừa từ đất ý đã lợi đến làm một với vợ là Priscilla, bởi vì vua Claudio đã ra lệnh trục xuất mọi người Do Thái khỏi Roma. Phaolô đến gặp họ và vì chung một nghề nên ngài cư trú và làm việc tại nhà họ. Họ làm nghề dịch bố để làm nhà lều. Mỗi ngày Sa-bát, ngài đến tranh luận tại hội đường, nêu danh Chúa giê thuyết phục người Do Thái và Hy Lạp. Khi Sila và Timotheo từ Macedonia đến. Paulo chỉ chuyên lo việc giảng dạy, minh chứng cho người Do Thái biết Chúa Giêsu là Đức Kitô, nhưng họ cung kích và lăng mạ ngài, nên ngài vũ áo nói với họ: Máu các người đổ trên đầu các người, phần tôi tôi vô can. Từ đây tôi sẽ đến với dân ngoại. Ngài ra khỏi chỗ đó, vào nhà một người kia tên là Tito Gusto, có lòng kính sợ Chúa nhà ông ở bên cạnh hội đường. Bây giờ, Bispo trưởng hội đường và cả nhà ông tin theo Chúa. Nhiều người có rento nghe giảng cũng tin theo và chịu phép sửa. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới vì người đã làm nên những điều huyền diệu tay hưu người đã tạo cho người cuộc chiến thắng cùng với cánh tay thanh thiên của người chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân người tỏ rõ đức công minh người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sung ai nhà Israel, Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, toàn thể địa cầu hãy xéo mừng Chúa, hãy hoan hỷ mừng vui và đàn ca. Chúa đã công bố ơn cứu đồ của người trước mặt chư dân. Alleluia, Alleluia, Thầy bơi che mà xa và đã đến trong thế gian. Bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng cha. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan lại Chúa, phân nhân Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phản cùng các môn đệ rằng: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha. Bây giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: Điều người nói với chúng ta, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy và vì Thầy về cùng Cha, như thế có ý nghĩa gì? Họ nói, lời người nói một ít nữa có nghĩa gì? Chúng ta không biết người muốn nói gì. Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi người nên người bảo họ. Các con hỏi nhau vì thầy đã nói. Một ít nữa các con sẽ không thấy thầy. Rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy thầy. Thật, thầy bảo thật với các con. Các con sẽ than vang khóc lóc. Còn thế gian sẽ vui mừng các con sẽ buồn sầu nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui đó là lời chúa lạy chúa ki thô người khen chúa sứ điệp chúa giêsu đã trở thành ý nghĩa cho thời gian thời gian có ngài hiện diện là thời gian của niềm vui vì vậy thời gian của người tín hữu sẽ trở thành u buồn nếu vóng bóng người cầu nguyện là Chúa Giêsu cuộc đời con dệt thành từ bao nhiêu biến cố mỗi sự việc xảy ra tạo nên những tâm trạng khác nhau có lúc con cảm thấy thật dễ chịu sung sướng vì cuộc đời hợp ý con nhưng rất nhiều khi con chán nản thời gian sau nặng nề căng thẳng quá tuy nhiên là Chúa Giêsu khi con sống trong tình yêu Chúa thì thời gian con sống trở thành nhẹ nhàng hạnh phúc vì lúc ấy con sống trong tình mến Chúa và lòng yêu mến ấy sẽ hóa giải tất cả. Bất cứ lúc nào Chúa cũng vẫn hiện diện trong cuộc đời con, nhưng nhiều lúc con đã khước từ lời mời gọi yêu thương của Chúa để đi theo những mờ mọc của ma quỷ và thế gian. Lúc đó cuộc sống của con vắng bóng Chúa và mất đi niềm vui hạnh phúc, cuộc đời trở nên vô nghĩa. Ngày xưa Chúa đã trở thành niềm vui và sự nâng đỡ ủi an cho các môn đệ. Vì thế, khi vắng bóng Chúa, các ông đã buông xuôi thất vọng. Hôm nay, Chúa đã phục sinh và vẫn hiện diện trong cuộc đời con, giúp con biết luôn tìm sống theo Thánh ý Chúa, như một niềm vui tràn đầy trong tâm hồn. Và mặc dù bề ngoài con thiếu thốn hoặc mất mát tất cả, nhưng tâm hồn con vẫn có Chúa hiện diện, thì con tin rằng con vẫn còn tất cả cuộc đời vẫn reo vui phấn khởi và tràn đầy ý nghĩa Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày Đôi cánh còn tuấn mã Hai người bạn thân ngồi bên nhau dưới bóng một cây cổ thụ Cả hai đều đưa mắt nhìn về cánh đồng trước mặt Nhưng mỗi người một ý nghĩ Người có dáng vẻ đầy nghị lực Cái nhìn cương quyết thốt lên như sau một cảnh vật phẳng lặng và độc điệu như thế này quả thực là nhàm chán. tôi sẽ rời bỏ ngôi làng nhỏ bé này để làm một vòng du lịch. cho biết đó, biết đây. người bạn khác với dáng điệu mảnh khảnh, ít nói, mỉm cười, nhìn vào phong cảnh xung quanh rồi nói: tôi cũng có một con tốn mã. từ bao lâu nay, tôi đây lại không biết bao nhiêu nơi rồi. hai người chia tay nhau và hẹn cũng gặp lại nhau dưới bóng cây cổ thụ. Để kể cho nhau nghe những cuộc du lịch của mình. Sau một năm họ lại gặp nhau, người thứ nhất kể chuyện, trong một năm qua hầu như nơi nào tôi cũng đã đặt chân đến, tôi đã đi xuống biển, lên ngàn, vượt đèo qua suối. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu người, tôi đã học được bí quyết, kiếm được nhiều tiền. Giờ đây tôi trở nên giàu có, tôi sẽ tiếp tục đi du lịch. Còn bạn, bạn đã đi được nơi nào trong suốt năm qua? Người bạn chưa từng rời bỏ ngôi làng của mình đã trả lời Tôi đã lên trời Tôi đã bay lượn trên các tầng mây Tôi đã đến đô thị của mặt trời Nghe thế người kia thắc mắc Phải chăng con tuấn mạ của anh bay được? Con người có tâm hồn thi sĩ trả lời Đúng thế, con người của tôi có đôi cánh Nó đưa tôi lên tất cả những nơi nào tôi muốn Mắt tôi nhìn thấy được muôn kỳ công của vũ trụ Tai tôi nghe được muôn điệu nhạc của thiên nhiên Đối với anh, sự giàu có nằm trong của cải vàng bạc, nhưng đối với tôi, của cải chính là đôi mắt của tâm hồn tôi. Cho dẫu một năm qua tôi chỉ ngồi dưới bóng cây cổ thụ này, cho dẫu quan cảnh trước mặt tôi đây chỉ là cánh đồng phản lặng này, nhưng tâm hồn tôi nhìn thấy bốn nghìn cánh đẹp của thiên nhiên, tại tôi có thể nghe được bao nhiêu điệu nhạc của thiên nhiên mà anh không thể nghe được. Người có tâm hồn nghệ sĩ có những rung cảm mà người khác không có, họ nhìn thấy, họ lắng nghe được những điều mà người khác không cảm nhận được. Cũng thế, người có đôi mắt đức tin có thể nhìn thấy các giá trị mà người khác không nhìn thấy. Đôi mắt đức tin giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện và tác động của thiên Chúa trong vũ trụ, trong lịch sử, trong con người. Đôi mắt đức tin này giúp chúng ta thấy được giá trị của cuộc sống độc điệu, của những hy sinh âm thầm hàng ngày. Đôi mắt đức tin ấy giúp chúng ta thấy được lẽ khôn ngoan trong những điều người đời cho là điên dại, sức mạnh trong những cái yếu đuối. Đức tin ấy giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng trong tâm tối, sự sống trong cái chết, ân sủng trong tội lỗi. Bài trích sách lẽ sống